và các bạn song hành cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu rèn luyện thể thao, thể chất của con người để cải thiện sức khỏe trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao. Chính vì thế mà việc định hướng cho sự phát triển hoạt động này là rất cần thiết. Bên cạnh việc phát triển nguồn nhân lực, xã hội hóa thể thao, thì công tác quan tâm chú trọng đến thể thao thành tích cao cũng được quan tâm thực hiện. Chúng ta hãy cùng đến với phóng sự sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Cùng với thể thao quần chúng, phong trào thể dục thể thao trong khối các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh Lâm Đồng những năm trở lại đây ngày càng phát triển mạnh. Nhờ vào công tác quan tâm, tổ chức nhiều giải đấu ở tất cả các bộ môn cho mọi đối tượng được tham gia rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn trên lĩnh vực thể thao. Từ đó đã có phần đưa công tác giáo dục thể chất trong trường học ngày càng được chú trọng. Phong trào thể dục thể thao trong khối các cơ quan đoàn thể ngày càng phát triển mạnh mẽ, đảm bảo yêu cầu phát triển con người toàn diện, làm nền tảng để phát triển thể thao thành tích cao, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh trong xã hội, đặc biệt ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Và thông qua cái môi trường học tập thì các em giáo dục được về đạo đức, về ý thức của xã hội và cái tính đặc biệt là tính tôn sư trọng đạo. Thứ hai nữa đó là cái mà hiện nay đi ra ngoài xã hội có những cái mà điểm nóng của xã hội các em có thể phòng thân được và có thể rèn luyện được cái kỹ năng căn bản trong cuộc sống của mình. Cho đến nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều văn bản liên tịch phối hợp hoạt động với các sở ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh, tổ chức nhiều giải đấu để nâng cao phong trào và chất lượng của hoạt động thể dục thể thao ở địa phương. Theo thống kê, mỗi năm Lâm Đồng tổ chức khoảng 700 giải đấu ở tất cả các bộ môn, từ cấp xã đến cấp tỉnh, 40 giải toàn quốc, thu hút đông đảo vận động viên tham gia. Từ các giải đấu này đã góp phần không nhỏ cho phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển theo hướng bền vững, đồng thời đưa thể thao thành tích cao của Lâm Đồng có nhiều điều kiện hơn trong công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên năng khiếu nhằm bổ sung lực lượng vận động viên cho các đội tuyển tham gia thi đấu ở giải quốc gia và quốc tế. Em học bộ môn này được 5 năm và em đã tham gia khoảng 5 giải đấu. Qua những cái giải đấu được cọ sát với các bạn cùng trang lứa và cùng độ tuổi thì em thấy em tăng thêm được khả năng vận động là một và trình độ kỹ thuật là hai. Và cái thứ ba nữa là không liên quan đến bộ môn, em cảm thấy em được giao lưu với các bạn. Em được hiểu biết thêm, được quen biết thêm các bạn ở các vùng miền khác. Với định hướng đưa thể thao thành tích cao ở Lâm Đồng phát triển một cách toàn diện, với số vận động viên và các huân chương đạt được tại các giải đấu ngày càng nhiều hơn. Trên cơ sở tập trung bồi dưỡng nguồn nhân lực, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu từ nay đến năm 2020, tỉnh sẽ có trên 200 vận động viên thuộc các đội tuyển, đăng cai tổ chức từ 7 đến 9 giải khu vực, quốc gia và quốc tế, đồng thời tham gia từ 62 đến 68 giải do khu vực, quốc gia và quốc tế tổ chức. Những cái hoạt động về thể thao trong các cái cuộc các đơn vị thì chúng tôi cũng rất mừng là qua cái triển khai tổ chức thì cái phong trào hưởng ứng từ các cái địa phương, các cái đơn vị cũng được rất là quan tâm. Và cũng nhìn chung là qua những cái triển khai như vậy thì cái phong trào thể dục thể thao của quần chúng cũng được quan tâm triển khai. Và cái sự quan tâm đầu tư cho cái những bộ môn thế mạnh của chúng ta để chúng ta bồi dưỡng và chúng ta có những cái hạt nhân thể thao thành tích cao thì hiện nay cũng đang quan tâm để chúng ta chuẩn bị cho một cái tâm thế là đào tạo các cái vận động viên có những cái năng khiếu để phục vụ cho cái công tác tham gia với cái đại hội thể dục thể thao toàn quốc. Nằm trong chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2020 đã được tỉnh phê duyệt, Lâm Đồng sẽ tiếp tục tập trung vào nhiều giải pháp cụ thể để phát triển thể thao thành tích cao như đổi mới cơ chế tổ chức, tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao theo hướng chuyên nghiệp. Với những giải pháp đã được đặt ra, có thể chắc chắn rằng thể thao thành tích cao ở Lâm Đồng sẽ gặt hái được nhiều thành tựu hơn trong thời gian tới. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Đây là thời điểm mọi gia đình đều trở nên tất bật, bận rộn. Bên cạnh thu xếp công việc ngoài xã hội, thì việc dọn dẹp nhà cửa, văn phòng cũng là điều khiến nhiều người phải lúng túng. Đặc biệt là điều...